Bộ Công an Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore loan báo, và ai là người giúp sức cho ông. Hôm 5 tháng Giêng, báo Dân Trí trích lời ông Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho biết phía Singapore phát hiện ông Vũ mang hộ chiếu giả, nên theo nguyên tắc đã trục xuất trả về nơi xuất cảnh là Việt Nam. Hãng tin AFP trích lời Bộ Nội vụ Singapore nói ông Vũ bị bắt khi dùng hộ chiếu mang tên giả trong khi còn hai hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu mang tình thật. Báo pháp luật nói, hộ chiếu nước ngoài của ông Vũ do đảo quốc Antigua và Barbuda ở phía Đông biển Caribe cấp hơn 3 tháng trước khi ông bị Việt Nam truy nã. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng vào Singapore bằng hai hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng. Bộ Công an Việt Nam ngày 4 tháng Giêng loan báo tiếp nhận tạm giam ông Vũ để điều tra theo lệnh khởi tố về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước mà hình phạt cao nhất có thể lên tới 15 năm tù.